Chào mừng các bạn đã đến với kênh của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông. Bạn vào kênh của chúng tôi thì chắc chắn bạn là người hiếu học. Nếu đây là lần đầu tiên vào kênh, bạn vui lòng xem hết video ngắn này. Kênh trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông của chúng tôi có khá nhiều video học tập, nên các bạn có thể khó khăn trong việc tìm kiếm các video ưa thích của mình. Không sao, tôi sẽ hướng dẫn bạn ngay sau đây. Khi vào trang youtube.com, chúng ta sẽ gặp giao diện như thế này. Để đến được kênh của trường, hãy gõ vào ô tìm kiếm tên của kênh Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Ngọc Viễn Đông. Trong menu sổ xuống, click vào tên trường. Click vào banner kênh của trường để vào được kênh. Video này chúng tôi đăng cả trên Facebook. Đoạn trên đây dành cho các bạn nhìn thấy video này trên Facebook. Nếu bạn thấy video này trên YouTube, nghĩa là bạn đã đến đây rồi. Tôi sẽ hướng dẫn bạn tiếp. Đầu tiên, để nhận thông báo về các video học tập sắp đến, mời bạn đăng ký kênh. Click vào đây, nút đăng ký màu đỏ trên màn hình. Tiếng Anh, nút này sẽ là subscribe. Chúc mừng bạn, bạn đã là thành viên của kênh chúng tôi. Để tìm video, đầu tiên bạn đến với danh sách phát, tiếng Anh là playlist. Bạn click vào đây. Lăng chuột dò tìm danh sách cần thiết. Các bạn lưu ý, ngoài các danh sách phát luyện thi đại học và luyện thi vào lớp 10, còn có danh sách phát các khối lớp. Đó là danh sách chứa các video chương trình phổ thông của khối lớp đó. Ví dụ, bạn chọn danh sách luyện thi vào lớp 10 môn văn. Click vào xem toàn danh sách phát, tiếng Anh là View All Playlist. Trong danh sách video của kênh, chọn video cần học hoặc ưa thích. Bạn có thể chọn video của cô Hà. Xin chào tất cả các bạn học sinh. Bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu một bài tiếp theo của chương trình học kỳ 2. Hoặc video của cô Thắm đây. Đã gặp nhau trong chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức và học tập. Chúc các bạn học tập thật tốt hoặc thưởng thức các video thú vị trong kênh. Trân trọng chào bạn, thành viên mới thân thương của trường. Chúng ta sẽ tìm hiểu một tác phẩm mới. Như các em đã biết thì nếu như mà không phải là ngẫu nhiên mà cái chủ đề mùa xuân là một đề tài khiến các nhiều nhà văn, nhà thơ tốn nhiều giấy mực đến thế. Phải chăng là mùa xuân là cái thời điểm, thời gian hội tụ bao vẻ đẹp của đất nước, của con người Việt Nam, nên thơ xuân mới đậm đà và mới hay đến thế.